Hello, nhà này mình tiếp tục đi phụ đinh sầu riêng ông anh mình nha. Đây là dân công các sầu riêng nè. Đó bà chủ đang tâm anh á. Đang cắt nha cả nhà. Mấy anh đang gõ đường cắt nè. Có nghe bập bập không? Cái này cỏ nhiều dữ ta. Đang được lên tivi luôn đó. Này được lên tivi à. Nhà nào có cô nào chưa chồng có gì liên hệ comment mình bên dưới đây toàn là những quay cái cảnh hồi nãy mấy người đó là có người có người chưa nha, chưa lập gia đình người có lập gia đình người chưa lập gia đình, cô nào bán quán thì giới thiệu đừng đi hứng sầu riêng luôn, ngày nửa tiểu á, tại nghe nói ngày 6 trong ngày chứ đâu ngày nửa tiểu. Quá sầu riêng ngon quá vậy, quá đã luôn. Dục cho 10 rồi. Cái này sao à, gì đâu đóng thấy đèo không đèo xương cũng xương từ giờ lùm bỏ thì cùa nha. Đó được rồi, không lên cái cách nhau có đừng lên ha. Ừ. Alo gì anh cái? Alo. Được rồi, đến đấy đi để nắng. Chưa. Mất cái quần nữa.
Lấy con dây đen buộc đi. Tốt quần lắm hả? Cái quần là chết liền á. Chụp cho đàng hoàng nha mày. Tết nhất tới rồi đó. Đàng hoàng là đâu mà đi. Dạ nghe bập 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 cái nhà ơi. Thử sự viên là gì á. Cái đèo sụp đỡ cũng bên đổi. Cũng không bên đổi gì đâu. Đấy mà cái thằng già sụp luôn chết luôn á. Mà không biết à, úng mà nó không già ngộ ta. Mấy cây si gì quanh kia, mấy cây chó lát rồi hẳn nè. Ôi trời ơi, nó này tới đó, hổng là chưa tới. Cắt con dao đi rồi cho nó vô, nó chín nhanh đây. Nằm gốc mà, nằm gốc nó lên, nó lên màu. Màu thì nó hơi sậm. Cơm chưa nè. Đi cắt cái gì không tiếp? Cú gì? Sao yên ta đổ mẹ gần cắt tới mình đẻ đó 1 tấn. Cú đẻ hả? Cú đẻ. Phải cú không? Cú ghê tới. À cú rồi. Con đó ngu đúng rồi. Chết luôn luôn chết. Cái này đây ăn không đốn à. Cái này không đốn. Không cái này không chín mà do nó rụng tuốt chín năm chín à nè bị hư nó cuốn thôi ơi thôi coi chừng nha thấy giờ nó thiếu canxi dữ lắm á chín gẹo thôi không gẹo hàng này đẹp hơn. Cái hàng chín thơm quá. Cháu đang đẩy chị Duyên lên cái nhà. Coi cũng cắt tiếp đi ha. Vậy chơi cành lá xà cành cả nhà ơi. Kỹ thuật cao quá, lá xe cạnh. Làm hơi đất quốc nha. Lãng như cái đè luôn. Hơi như đất quốc vậy. Bập bập ơi.
ta uống nhiều mà nó không già rồi bỏ rồi. Bánh tét ông này chắc không có bánh tét hay à, chừng cắt ra nó bung lắm, cái ào ra. Trời ơi. Được được các tên được. Chú này được gom lên luôn lên hàng đó. Quá hay. Sâu hay lắm, núp đầu tán á. Nó đang cái gì kìa. Kìa. Thấy chưa? Gì được không sao. Rồi, hết rồi. Đó người đó đi. Ừ. Hết rồi. Này cắt còn cái nhờ. Còn chắc cũng dao hay dao nữa. Cái sụi riêng này nhiều cổ, thấy 20 dao. 3 dao. Được rồi. Gì? Anh hả? Sống mà. Chính chưa? Sao kỳ vậy? Ê, sao rồi? Hai tới đó không cắt? Được hả? Ôi ôi má ơi, hai tới sụi riêng. Đúng mà, hai tới mít của tôi ông ơi. Ừ, mít này mít gì tài? Mít này mít sầu riêng. Mít là sầu riêng. Mít là sầu riêng. Liêu ơi. Còn cái thằng đó. Rồi hết cái riêng cái này. Chưa. Trời ơi, mới nuôi mấy năm cái xấu chứ á. Đâu nữa? Cái đầu sao mà mãi vừa đâu? Đủ, đủ. Trời ơi, rồi. Ô, quất thêm 2 cái. Rồi, ông này bắt nguyên con ếch, trời ba luôn. Má. Ôi, ôi, này. Thôi, này, để tao chuyện nó là ông mạnh mà đúng rồi. Này, con thiệt, đâu có sẵn, thên bờ, lên sọc 3 chỗ ngủ cái này. 2 cái là ghê. Ủa ọc cái ổi cái sữa cái sụt riêng không? À chưa khỏi cổ rồi sao ọc.
cắt sầu riêng mà đứng hết nổi rồi cả nhà ơi, để đứng hết nổi rồi, nằm xuống cắt luôn. Rồi nằm cắt nằm kìa kìa đó, cây bên ta nó nằm luôn đi. Đâu bỏ túi, bỏ túi luôn chứ, người vừa gì bỏ túi luôn, lâm tính dịch xong rồi đập húp luôn. Xe riêng ăn tết khỏe người. Đi rồi không ưng biến là tết đây con tết bà con rồi. Bà con nhìn cô bác mày đưa Út lên YouTube luôn. Dắt sầu riêng chị. Đây đang gom sầu riêng nè. Cái này có sức rồi. Ê, gì vậy? Nó đã chín hả? Gớt. Bữa nay chắc không có rồi.
Bây giờ đụng hết nha cả nhà. Không đụng nhiều. Rồi cho mình ta nóng nha anh Pháp. Giờ mà ai cũng nhắn khí độc. Khí độc là khí gì? Khí nước phong. Cái gõ vô vô dao không? Ba tháng thôi anh tự thử luôn. Còn con heo ngoài đó. Con heo đó. Con mình đó để thôi chứ. Qua qua. Vú con heo trái, đầy trái luôn. Con heo đó coi 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 chưa còn nhỏ chưa chứ vú được á. Không thấy được tao nào luôn. Kẹn nước ngập nãy giờ kẹn ngạt rồi. Chụp bộ tay không á? Hả? Thôi tôi đâu có điên. Ủa, tay phải 60 kg rồi sao mới dập trời. Ngày có mấy ông mới chân. Ừ. Tay 60 kg sao chụp? Được. Rồi có mấy ổng không cắt của tôi cũng chụp bộ tay con nó đâu rõ đâu. Kiểu như là thẩm mỹ là chắc ăn rồi đó. Để đi gặp rượu mà tao nó chém chết. Canh là mới vừa lên cây rồi đâu quay phim. Canh mới vừa lại góc rồi còn bỏ máy hả? Lại góc rồi máy lên quay. Tốt lắm. Cái này đáng nhiều. Hello mọi người. Mọi người cắt tôi kiến mọi người. Xiết rồi trời giết bến kiển luôn. Giờ xách đâu? Mọi người xách đây, dồn vô kinh luôn. Cây này tôi biết cho một ông có 1 triệu. Ờ, chủ nhà chứ ai? Anh có giống cây này anh cho 1 triệu rồi. Vậy là có 1 triệu muốn bia nữa. Cái này tôi uống bia giống á. Thôi vậy thì tôi lấy 1 triệu. Ủa, hứng dù ghiên tụt quần luôn hả? Ghê hả? Châm tà nóng nóng đi, đi tới lui. Hai anh em mình cuối kỳ hả? Cái gì? Hai anh em mình tự nhiên chơi cái cuối gì vậy á? Không có lỗ nào xuống được cái tên nha. Tính qua mấy anh đây rồi mà anh cãi sao? Cãi không, cãi không? Giờ mà biết tối rồi, có con rồi. Cãi không? Rồi xong. Xong gì? Cho bỡ tay chứ xong gì? Không có chỗ đứng nè. Chứ xong gì? Một cái nữa là con nằm đó luôn. Tới. Nghe cái đem cái gì thành tiền không tới. Xong gì? Bữa về đâu dám ăn đâu cuối cùng mới con thử chứ quýt tù nó ngọt chứ đường quýt cốn cán lượt. Về bệnh là hết cho mày vậy mà khung coi. Thì cái cuốn dùng tái đó. À, nó nói hồi mẹ đốn cây mẹ luôn đi. Ủa sao nó bị cái gì kìa?
được mấy vỏ cái này, được 7 vỏ, 7 vỏ là vô sẵn này nha, còn ngoài nữa nè. Đổ mồ hôi hả? Sáng được tô phở được vô đổ mồ hôi rồi. Nó làm cái gì nó làm, nó ta tìm cái chân là. Ngày giờ nó gần như là nó cũng lờ mắt luôn. Rồi quay xe cắn bắp. Thứ ba qua tôi xịt nước sâu giống rồi. Nước sâu chú rồi giá cắn đi. Em không có tham ba cái hàng này đâu, hàng này lúc nay bắt không có được. Cái tới rụng chín nãy rồi lên đi má. Chở không chở. Để đi. Để luôn đi. Để luôn đi. Để ai. Mới rụng sắt. Rồi ở đây vô đây. Đây cũng được rồi. Đi đi đâu chứ mất lắm. Có hai để chở chắc lên đây nào. Không có chở được rồi. Em hai chở đi hai tôi vô. Xe đậu ở đây nghe chú cầu con tư hả? Được. Biết đi. Con tư lại ra đây chạy chưa hết số tới rồi. Diễn ấy lại hữu ơi, Diễn ơi. Rồi cắn đi. Mình đi hả? Đó, con kia đứng kìa. Dạ, đứng đó chị ngồi chứ. Lụng thơm á, lụng lụng thơm á, nó lụng lên nó cũng sinh lý, nó không phải là lụng chứ, lý nữa.
Không phải, sáng sẽ hử không thơm hả? Nó có thơm, thì nó hử kiếm hết mùi đó. Sáng thơm gì hết thơm rồi. Hả? Ừ, sáng hử kiếm hết mùi rồi. Giờ đi rút ra bên đây tao rồi. Chiều sáng ai điện nó nãy giờ nè. Việc á. Vậy lựa đi.
Nói chuyện ghét mặt cũng có đi chung. Coi nó đang không ai làm gì. Nè mấy miếng mấy tới nè, còn còn nó thúi hết à. Còn còn nó cũng thúi hết à. Hai vỏ quá. Cái này to gì đấy. Thấy không? Đó, thúi hết. Thúi hết. Chứ đâu có tội gì bỏ nè. Mới ăn vô. Cũng quá nó không được nữa. Cái này cũng vậy đây nè, thúi hết chứ nè. Vô khác đi. Mấy cái này á, không mấy ngày về nó là nhách cơm luôn á. Đi bị trời ơi, nó đến bán người ta không mua luôn đó rồi. Rồi, đi. Cái này là tao qua bông, qua lá tên rồi, có cái này thả bắt cái này nè. Tên thùng mà còn đóng đi. Ờ, nó đi qua bông, qua lá hết rồi. Cái này giờ không ai mua tên nữa nè, tôi gồng không rồi, chứ có ham muốn gì đâu. Sao lỗ? Rồi. Để Linh chạy phụ em. Hôm nay lưỡi khắc khe dữ tại. Kỹ quá. Đây nè, cái tái này bỏ qua đây đi. Nha. Bỏ đi. Cái nụ được giết giết đi. Đó chứ năm còn bác có 10 ngàn ký đó. Bây nè, nay vài bữa nó cũng có 10 ngàn luôn đó nè. Làm ba hàng đất. Ba hàng đóng thì còn được. Bỏ vụ mẹ đi. Có mấy cái bự đó nguyên mà tôi không có lấy luôn mà. Bán bây giờ bán hàng mấy ngàn mà người ta không mua cho chị nữa nè em ơi. Ngày thường là em vẫn lời cái này hai cái một em về em lời hai ba ngàn ký ngày thường nha, ngày tư ngày tết thì không ai ăn cái này, em thường thật nói luôn, anh hỏi thăm người ta thử coi
này là giờ không ai ăn ăn. Ừ, như anh nghĩ dư luận như mình đi với không bán lại Việt Nam mà đâu có ai mua. Thằng dạ 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 này là anh niên lắm rồi, hết niên rồi nghe đẻ còn chưa gãy ta phải làm chính nữa vậy đại đàn ông mà hết niên rồi kéo quá thì mạnh mạnh mà bên này khịch lấy cái giỏ hút ba cái hàng kem mà vô luôn đi chứ để hồi như bữa hổm tôi chở thấy màu tôi luôn à này kem cái gì cái tái là con lật nhất rồi lật nhất à tái đó cầu xanh xanh gai dạ. Ôi, clip bên đây kết thúc quá nhờ ơi. Cái nhà có xem clip này đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phương Quý Điện Vlog nha. Ở đây là căn là xong rồi đó. Thôi vậy kết thúc nha, bye bye.